Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, vất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ.